Hi, chào các bạn, và ngày hôm nay Quyền sẽ cập nhật cho các bạn 3 dòng sản phẩm của Oppo đang được giảm giá các bạn nha. Đây là dòng sản phẩm Oppo A55 với mức giá là 4.90, chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp 300.000 đồng, chứ còn 4.690.000 thôi, và có hỗ trợ góp 0% lãi suất. Máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.5 inch, độ phân giải HD cộng, và sử dụng con chip là MediaTek Helio G35 8 nhân, RAM thì 4GB và bộ nhớ trong sẽ là 64GB. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này, với độ phân giải là 16 megapixel. Máy trang bị viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh chúng ta là 18W. Đây, và mặt lưng thì chúng ta sẽ có một màn lưng chuyển màu rất là đẹp như thế này. Cụm camera thì chúng ta sẽ có 3 cam các bạn. Camera chính là 50 MP và 2 camera phụ là 2 MP, và đây đèn LED các bạn nha. Mặt lưng thì chúng ta sẽ bóng chuyển màu như thế này, rất là đẹp. Và đang được giảm giá là 300.000 đồng tại Thế Động và Điện Máy Xanh, với mức giá hiện tại là 4.990.000, giảm 300, chỉ còn 4.690.000, và hỗ trợ góp không lãi chúng ta. Nếu các bạn mua thì chúng ta chỉ cần căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đủ 20 tuổi cho đến 60 tuổi thì chúng ta làm hồ sơ góp được các bạn nha. Và tiếp theo sẽ là dòng điện thoại Oppo A95. A95 hiện tại đang có mức giá là 6.990.000, chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp lên đến 500.000 đồng, chỉ còn 6.490.000 thôi các bạn, và có hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta. Máy thì trang bị chúng ta màn hình là 6.43 inch, đó, rất là ok. Màn hình là Full HD Plus và sử dụng con chip của Mỹ, đó là con chip Snapdragon 662 8 nhân, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB, và có mở rộng RAM lên đến là 5GB, rất là ok. Máy thì Quyền thấy là thiết kế rất là đẹp, mặt lưng là một nhám các bạn. Chúng ta sẽ có cụm 3 cam, cam chính là 48 và 2 cam phụ là 2 MP, và đây là đèn LED các bạn nha. Máy thì chúng ta sẽ trang bị một viên pin là 5000 mAh và sạc nhanh lên đến là 33W. Nhưng mà thiết kế máy rất là mỏng các bạn, cầm rất là vừa tay, không bị cấn tay các bạn ơi. Chúng ta sẽ có một cái camera selfie dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này, với độ phân giải là 16 MP, quá là ok. Máy thiết kế rất là đẹp, mức giá hiện tại là 6.990, giảm chỉ còn 6.490 thôi, còn hỗ trợ góp không lãi chúng ta nữa tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Rồi, các bạn nhanh tay đến Thế Động và Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta có thể trên tay và trải nghiệm dòng sản phẩm này các bạn nha. Và đây là dòng sản phẩm Oppo Reno 7 4G các bạn, với mức giá hiện tại là 8.990.000, chúng ta sẽ được giảm 300.000 đồng, và giảm thêm 200.000 đồng nữa nếu mà chúng ta mua tiền mặt. Nếu mà các bạn mua tiền mặt thì tổng cộng giảm là 500.000 đồng các bạn, chỉ còn 8.490.000 thôi. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là đẹp như thế này, 6.4 inch, độ phân giải là Full HD Plus, với ngôn ngữ thiết kế máy là vuông các cạnh các bạn nha. Mặt sau thì được làm bằng da. Về camera thì chúng ta sẽ có camera chính là 64 MP và 2 camera phụ là 2 MP, đèn LED đây. Đây là một trong những cái thiết kế mới, mặt sau bằng da, màu rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Máy thì chúng ta sẽ có một cái thân hình cũng rất là mảnh mai như thế này, vuông các cạnh các bạn nha, nhìn rất là sang. Máy trang bị viên pin là 4500 mAh và sạc nhanh 33W, và trang bị chúng ta một cái camera đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này, với độ phân giải là 32 MP, quá là tuyệt vời luôn. Đây là một trong những dòng điện thoại của Oppo thiết kế rất là đẹp, với một cái mức giá cũng rất là phải chăng, 8.490.000, và hỗ trợ góp 0% lãi suất, quá là ok. Các bạn nào đang ở khu vực Tiểu Cần thì đến ngay Thế Động Điện Máy Xanh Tiểu Cần để chúng ta có thể trên tay dòng sản phẩm Oppo Reno 7 4G này các bạn nha. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, chúc bạn nhiều sức khỏe nha.